Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là 26 Tết âm lịch. Thì các bạn đã chuẩn bị cái Tết năm 2024 đến đâu rồi ạ? Thì hôm nay chợ ô tô Mê Linh em còn rất là bộn bề những chiếc xe mà đang chờ khách hàng nào mà còn cái cửa tiền là vẫn vẫn đang chuẩn bị để có cái dòng tiền về mà để sắm cho gia đình mình những chiếc xe. Thì hôm nay em lại có những chiếc xe để giới thiệu cho các bác, là những chiếc xe Vios và những chiếc xe như là Mazda. Đặc biệt hôm nay thì em sẽ giới thiệu chiếc Mazda 2 bản đặc biệt cho quý khách hàng. Đây là cái chiếc xe bản đặc biệt đời 2017, chính chủ từ mới, zin đét đèn đẹp các bạn nhé. Và xe thì bản này nó là bản full kịch, tức là đèn pin và để lỗ start top, điều hòa auto và một chức năng gọi là các chức năng ẩn của Mazda thì nó ở trên vô lăng và trên điều khiển giọng nói cũng như là tích hợp mọi chức năng rất là hoàn hảo ở cái mẫu Mazda 2. Và đây là cái mẫu Mazda bản đủ nhất, người ta thường thường hay gọi là bản đủ Skibidi các bạn nhé. Đấy. À, và cái chiếc này thì bên em để giới thiệu cho các bác nào mà đang có cái tầm tiền nó dưới 400 triệu mà chúng ta sở hữu xe. Cụ thể là 365 triệu. Xe em cam kết cho các bạn zin 100%. Sơn còn độ 95% sơn zin. Và một chiếc xe là nguyên bản từ đầu đến cuối. Bác nào mà quan tâm cái mẫu Mazda bản Mazda 2 đời 2017 zin tuyệt đối cho khách hàng thì các bác liên hệ em ngay. Và cái chiếc này thì quý vị nào mà thực sự yêu thích xe đẹp thì các bạn sẽ thưởng thức và mua được cái chiếc xe đẹp cực kỳ đẹp bên em nói là cực kỳ đẹp luôn các bạn nhé. Đó, đầy đủ các chức năng zin đét các bạn nhé. Đấy, em cho nhỏ lại. Và cái chiếc xe này nó chạy đúng 9 vạn km các bạn nhé, 9 vạn km. Sai em bồi thường cho các bạn rất nhiều các bạn ạ. Sai em chịu trách nhiệm với quý vị và các bạn luôn. Đây các bạn này, 9 vạn km các bạn nhé. Đó, 9 vạn 4 km. Và chủ vừa thay dầu xong. Đây, km thay dầu đây các bạn nhé. Em không nói sai. Đó, người ta đi đi 9 vạn 3.600 mấy km. Thì đến là người ta đến kỳ thay là 9 vạn 8.690 km các bạn nhé. Thì bây giờ mới bắt đầu đi được 9.400 các bạn nhé. Đấy, 9 vạn 4.000 các bạn nhé. Và các bạn đi đến nguyên 9 vạn 8.000 thì các bạn thay các bạn nhé, vừa mới thay, chủ vừa mới thay. Một chiếc xe em cam kết cho các bạn là zin đét đèn đẹp đó các bạn này, màn hình đấy, mọi đa chức năng nó nằm ở vị trí này các bạn ạ. Đấy, các bạn này ánh nắng hơi chói các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này ánh nắng nó hơi phản chiếu vào đây. Và đây thì quý vị các bạn, ổ đĩa và USB, thẻ nhớ, mọi chức năng hoạt động rất ok. Và cái chức năng ẩn của Mazda nằm ở đây các bạn ạ. Đấy, và có cả chế độ là stop, tức là chế độ thể thao sport các bạn nhé. Đó, khi chế độ lái sport luôn. Và cái chiếc này thì em nói thật với quý vị các bạn, em cam kết là zin đét đẹp cho khách hàng luôn. Màn hình cam lùi, cam hành trình có đủ cho khách hàng, zin đét đẹp các bạn nhé. Bác nào mà quan tâm cái chiếc xe mà đẹp thực sự các bạn ạ, 9 vạn km em nói không có sai, còn mới đét đẹp các bạn nhé. Ly lông còn chưa bóc hết các bạn nhé. Đấy, ly lông còn chưa bóc hết các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe đẹp như này. Và đặc biệt thì cái chiếc này nó còn nguyên tất cả là lỉ của xe. Đây các bạn nhé, lỉ xe. Và lỉ tắp chân, thảm để chân còn zin hết các bạn nhé. Đây em vừa mới cho, em sót quá, thấy nó bất tiện là em để cho cái này vào đây, bộ này vào đây các bạn nhé. Còn nó zin hết. Và ghế thì các bạn quan sát này, ghế zin của xe Mazda các bạn nhé, là màu đen đỏ các bạn này. Là cái nội thất zin đỏ đen đó các bạn này. Và chiếc xe thì em cam kết cho các bạn là đẹp, chấm hết cho các bạn. Toàn bộ là con lỉ zin đét các bạn nhé. Em mới đặt cho các bạn là cái này vào đây để chúng ta đi nó bẩn nó rơi ra đấy các bạn nhé. Đấy, trước chủ đi thì người ta không đi mấy đâu, người ta chỉ có thế thôi. Và đây thì có cả bộ chắn nắng của cửa đây các bạn này. Đấy. Đấy, các bạn này, bác nào thực sự quan tâm cái Mazda này mà đẹp chất lượng như cái mẫu này zin đét các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy em, một cái chiếc xe mà nó đẹp và zin đét đẹp đẹp như này. Bác nào mà quan tâm ở phân khúc đó là Mazda thì các bác liên hệ em là 365 triệu các bác nhé, 365 triệu.
Mazda thì cái công tắc cốp này nó không tự động các bạn nhé. Đấy thì đó là công tắc là chúng ta phải bật. Đấy các bạn này. Và đặc biệt thì đồ của Mazda thì các bạn lưu ý này. Đồ Mazda thì nó lại là đồ nó để ở đây các bạn nhé. Đấy cái hộp một túi đồ đây. Đấy nó có đây các bạn này. Có câu bình, có kích. Đấy, có đồ mở. Đấy, có tô vít các bạn nhé. Có đèn pin. Đấy các bạn này. Đấy, đấy đồ Mazda con này hình như là hết hết pin rồi. Con này chúng ta phải sạc thì phải. Con này chúng ta phải sạc cái gì? Hay nó dùng pin các bạn. À nó dùng pin. Hết rồi, các bạn phải thay pin nhé. Đấy các bạn phải thay pin. Đây, đồ nó đầy đủ dụng cụ đây. Và có cả trường hợp khẩn cấp là thả cái này ra. Và có cả dây câu bình các bạn nhé. Đấy là Mazda nó trang bị đủ cho khách hàng. Đấy dây câu bình. Đấy các bạn này. Đấy, các bạn mua thì em tặng lá này luôn. Đấy các bạn nhé. Đấy, đồ thì con này full đồ. Đấy các bạn này. Zin đét lên đẹp, lốp dự phòng thì mới hạ một vài lần thôi các bạn nhé. Lưu ý là lốp dự phòng mới hạ một có một vài lần thôi các bạn nhé. Đó, 9 vạn km các bạn nhé. Lốp thì thay rồi các bạn nhé. Đấy, lốp thì thay hết cả dàn rồi, không còn lốp có zin theo xe đâu các bạn ạ. Đấy, mọi chức năng thì con này full zin. Đấy em bỏ bộ này ra đây, bộ chắn nắng của kính đây. Bác làm bộ tặng luôn các bạn nhé. Đấy, chủ người ta rất giữ gìn. Và con này nó đẹp mới kinh khủng các bạn ạ. Mới kinh khủng luôn. Đây các bác còn sao này. Mazda đời 2017. Bản cực kỳ chất lượng dành cho các bác nào mà kỹ tính, yêu cái xe đẹp và chất lượng của cái mẫu Mazda này. Thì các bác cứ alo để sở hữu ngay cái chiếc xe đẹp này bên em tuyển được cho các bác. Và đây là cái chiếc xe mà phải nói là đầy chất lượng cho khách hàng các bạn nhé. Xe được trang bị là cảm biến áp suất lốp đầy đủ hết cho khách hàng. Em tháo ra bỏ hết rồi. Sơn xịn thì các bạn nhìn này, ánh kim này. Đấy, cái màu này là màu trắng. Và em giới thiệu các bạn luôn. Và Mazda này là bản hatchback các bạn nhé. Bản hatchback tại sao nó gọi là bản hatchback? Bản hatchback là bản một đầu. Và bản một đầu thì bao giờ nó có giá và đắt hơn so với cái bản là bản sedan các bạn nhé. Bản hatchback đắt hơn bản sedan lúc mới mua là 20 28 triệu các bạn ạ, 28 triệu một xe. Và cái màu sơn trắng này, bạch kim này đắt hơn màu bình thường các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn nó đổi màu này. Đó, cái màu của nó rất là đẹp luôn. Đấy các bạn này. Rồi Mazda đây. La rằng nó rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đây, đèn nó trang bị giải led đây, là các bạn đủ, nó trang bị giải led các bạn nhé. Đó. Và có đèn gầm. Một chiếc xe em cam kết gì, xe đã dán phim toàn bộ xe là La Mã. Và đặc biệt đăng kiểm thì là dài cực kỳ, tháng 8 năm 2025. 2 năm nữa các bạn không nghĩ đến đăng kiểm các bạn nhé. Đây là cái chiếc xe đẹp chấm hết cho khách hàng. Bác nào mà quan tâm tới cái mẫu xe mà chỉ có hơn 300. Và cái mẫu này nó được so sánh là với cái mẫu như là chúng ta như là Vios. Và từng này tiền thì quý vị và các bạn chỉ mua được Vios đời 2018 số sàn các bạn nhé. Tội gì các bạn phải mua Vios số sàn. Các bạn mua cho em số tự động đời 2017 Mazda số tự động này chạy phê cực kỳ các bạn nhé, sướng lắm. Nó đầy đủ chức năng ẩn trên vô lăng và chức năng ẩn ở các vị trí trên vô lăng và gyro FM và dẫn đường và các kiểu đó trên đó hết, chúng ta rất thuận lợi cho chúng ta các bạn nhé. Chúng ta không phải làm gì hết các bạn này. Đấy, zin đét đây đây các bạn nhé. Đấy, kính zin của Kako này. Đấy, kính zin thật cô các bạn nhé. Xin ra ở gương và gương kính cụp xe khóa tự động các bạn nhé. Đấy là cái bản Mazda này. Và cái bản này thì nó có hệ thống chống trơn trượt bó cứng và có cả chế độ A-Stop các bạn nhé. Là khi chơi A-Stop là khi chúng ta đi. Lưu ý này, chế độ A-Stop này nó có tác dụng như nào? Thì đây, nó hiện lên đây. Là cái chế độ này là khi chúng ta đi, nếu chúng ta dừng đèn đỏ nó tự tắt các bạn nhé. Và khi chúng ta đi, khi chúng ta dừng đèn đỏ tự tắt và khi chúng ta mấy quá mấy giây là tắt, và sau khi chúng ta đèn hết đèn đỏ chuyển sang đèn xanh đi, chúng ta chỉ nhấn ga cái nó đi, kiểu như là chúng ta hiểu hình dung như là một con xe Leaf con SH và con Vision của chúng ta nó thiết kế cái chế độ A-Stop này các bạn nhé, nói y như vậy các bạn ạ. Và có gương đây là chế độ cụp xòe của riêng cái dòng Mazda này, thì các bạn lưu ý này, để chúng ta gặp bắt cái chế độ này nó về đây thì chúng ta mới gặp gương, chúng này mở ra các bạn nhé. Đây gương trái gương phải và kính auto và khóa tự động các bạn nhé. Đó, và cái chiếc này thì khi chúng ta đi xe muốn xem được cái hình đó, cái lắng là tự 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 phản quang các bạn nhé. Và khi chúng ta muốn xem được hình là chúng ta phải kéo phanh tay lên đó, khi chúng ta lái xe thì chúng ta hạ phanh tay xuống chỉ được nghe âm thanh thôi, không được xem hình, nó cho người lái để tập trung các bạn nhé, tập trung vào khi chúng ta lái xe các bạn ạ. Đấy là cái điều rất là tuyệt vời của cái dòng Mazda các bạn ạ. Và đặc biệt thì chiếc này thì rất là đẹp các bạn ạ, zin đét lên đẹp chính chủ. Và đặc biệt thì cái nội thất của nó là nội thất zin theo xe các bạn lưu ý này,
nội thất zin theo xe các bạn nhé. Đó là cái nội thất zin của Mazda đây các bạn này, zin của Mazda đó các bạn nhé, yêu quý các bạn nhé. Khóa thì có hai chìa khóa zin theo xe các bạn nhé, hai chìa khóa zin của Mazda theo xe đó, chính chủ các bạn nhé, chính chủ từ mới chạy đúng số 9 vạn này các bạn này, sai biếu xe đâu, nguyên bản hết các bạn nhé. Đó các bạn này, đấy cái bản này thì rất là đẹp đây, và nó nhìn nó rất là thể thao, phong cách ớt là i10 và con vai ớt các bạn nhé. Đó các bạn này, tội gì các bạn mua vai ớt số sàn và tội gì các bạn mua i10 số tự động đời 2018-19 các bạn ạ. Giá con này chỉ bằng con i10 2018-19 thôi các bạn nhé, nhưng chúng ta lại sở hữu được một mẫu là Mazda. Đấy, chúng ta sở hữu được Mazda, cái công nghệ của nó thực ra chúng ta đi rất là thích bạn Mazda này. Đấy, zin đét đẹp đẹp cho khách hàng luôn, bởi cái chiếc xe này thì nó còn nguyên bản. Các bác yên tâm là nguyên bản, zin 100%. Chính chủ chạy. Đấy, chính chủ chạy nó còn rất là mới luôn các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn này. Mới đét đẹp đẹp. Con này nó rất là ít đi các bạn ạ. Đấy. Cái ông thằng em nó làm mà nó sinh năm 82. Nó làm bên dự án khu đô thị Mê Linh, người Phú Thọ các bạn nhé, người Phú Thọ nhưng làm cái dự án USB ở dưới ủy ban huyện Mê Linh các bạn ạ. Giật cuối năm này em nó lân xe, em có thưởng nhiều thì em lân xe đã để lại cho mình chiếc xe này, cam kết cho các bạn là zin đét đẹp đẹp, zin đét đẹp đẹp chiếc này luôn. Đấy, thực sự bác nào mà quan tâm cái chiếc xe mà đẹp zin như này các bạn nhé. Đấy đây các bạn ạ, zin đét đẹp luôn các bạn nhé. Đó đấy là dầu cái người ta bắt là có cái dầu các bạn ạ. Đó, zin đét đẹp là cho khách hàng luôn. Đây. Các bác thấy xe đẹp không ạ? Các bác thấy xe đẹp không ạ? Đẹp chấm hết luôn các bạn nhé. Đấy các bác nhìn này. Nó zin tuyệt đối các bạn lưu ý nhá, là zin tuyệt đối cho khách hàng luôn. Cho các bạn check hãng thoải mái luôn. Vì chiếc này nó zin đét đẹp ở hãng luôn các bạn nhé. Đấy các bạn này. Bảo hành cho các bác luôn. Đấy, một chiếc xe đẹp như này và zin như này, các bác nào mà thực sự quan tâm cái chiếc xe Mazda đẹp như này các bạn ạ, đó thì các bác cứ alo lại cho em ngay để sở hữu cái chiếc Mazda này, không có gì mà phải bàn phàn nàn về chiếc này cả, zin nguyên bản đét đẹp, đẹp như này đó các bạn nhé, zin đét đẹp, đẹp. Ở đây em sẽ cho các bạn tháo cái mặt sàn cò này, chưa một lần chạm mặt sàn cò các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, thấy không các bạn, chưa một lần chạm mặt sàn cò, tất cả mấy con mobin của nó thế các bạn này, chưa một lần chạm các bạn nhé. Máy vẫn đang chạy diện như là dạng dốc đa các bạn ạ, chạy rách 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 đó các bạn thấy chưa, nghe tiếng rách 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 của chạy dốc đa các bạn ạ. Đây mới đét đẹp đẹp các bạn nhé. Đấy con này chạy rất là mới luôn rồi các bạn đó các bác ạ. Bác nào nhanh tay nhá, là trong dịp Tết này em bán là 365 triệu, các bạn nhanh tay, nhanh tay để sở hữu ngay cái mẫu Mazda cho gia đình mình để đi Tết. Em bán hàng kể cả mùng 1 Tết bác mua xe em vẫn bán, bác nào mua xe em mở hàng em thì dịp đầu năm này mùng 1 Tết chẳng hạn là em sẽ khuyến mại các bạn rất là lớn, và đặc biệt là em có phần quà xứng đáng để cho các bác là mở hàng cho bên em các bác nhé. Đó, bác nào chưa có xe cứ liên hệ cho em ngay để sở hữu mấy mẫu Mazda này các bác nhé. Đó, bác nào mà chưa có xe liên hệ em ngay để sở hữu xe. Và có lẽ thì em sẽ khép lại video ở cái chiếc xe này cho quý vị và các bạn. Đây các bạn này, mới đét này, zin đét đẹp đẹp đây các bạn nhé. Đó, bác nào mà thực sự quan tâm tới cái mẫu Mazda mà bên em tuyển được cái chiếc xe mà đẹp thực sự là zin thực sự ở mẫu này, cam kết cho các bạn là không một chút đâm đụng, không một chút đâm đụng tai nạn nào cả các bạn, cho các bạn luôn. Đây là cái chiếc xe zin đét đẹp đẹp cho khách hàng nào mà yêu thích cái phân khúc mà Mazda bản hatchback các bạn nhé. Hatchback nó nhiều tiền hơn sedan các bạn ạ. Đấy, bản sedan ít tiền hơn hatchback các bạn nhé. Đấy, bác nào mà quan tâm cái mẫu này thì alo lại ngay để sở hữu một chiếc Mazda zin đét đẹp đẹp cho các bác. Bác nào mà quan tâm alo lại em ngay để sở hữu xe. Và có lẽ một lần nữa em sẽ khép lại video tại đây. Xin cảm ơn toàn bộ quý vị và các bạn đã quan tâm và xem video bên em. Chúc cho quý vị và các bạn đón một cái Tết dồi dào, hạnh phúc bên gia đình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.